Có thể hỏi gì câu được không ạ?
Có thể hỏi gì một câu được không ạ? Cô gì có thể giới thiệu tên cũng như là mình hôm nay tới Trung tâm Nhân đạo quê hương thì thăm các bé thì cảm thấy ở đây như thế nào ạ? Chị tên là Thúy. Chị lên đây thấy mấy bé dễ thương, sạch sẽ. Đây cũng tận tình chăm sóc cho mấy bé. Mình ở đâu nhỉ? Hả? Mình ở đâu ạ? Mình ở Bình Thung, Bình An với An. Phường Bình An. Mình nói lại, nói lại. Thì nói lại. Ý là cô là ở dưới Bình An á. Dạ. Đến đây là nhà trẻ thấy mấy bé là sạch sẽ, thấy chăm sóc tận tình. Dạ. Bé này là bé mới cách đây khoảng 2 tháng. Ta bỏ ngoài chứ. Đúng rồi. Tiền quá. Dạ. 2 tháng. Vậy mà sao không có đeo cũng chứ người ta. Thật thà đúng không chết. Thật thà bỏ thật chứ. Thật thà gì? 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 Nghe rồi. Em câu sẽ làm gì? Mình thấy cái bé ở đây thì thấy như thế nào nhỉ? Đây là bé mới nhất được nhận tại trung tâm đấy. Thì cô đến cô thấy thăm các cháu thì cô cảm nhận thấy như thế nào? Cô thấy là con bé là chăm sóc bé thì kỹ, bé còn mấy thương quá. Đây là thấy là biết là chu đáo lắm luôn.